Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ô li bài tập toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 31. Phép trừ số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiết số 1. Bài số 1 tính. Cái này người ta đã đặt sẵn cho mình rồi. Thì chúng ta sẽ trừ bên hàng đơn vị trước, cũng giống như cộng vậy. Chúng ta trừ và chúng ta viết dưới cái hàng đơn vị. Còn 7 là trừ cho 4 là bằng 3 này. Còn số 2 này chúng ta hạ xuống chỗ này không có gì hết, chúng ta hạ số 2 hạ xuống. 9 là trừ 9 là bằng 0. 8 là hạ xuống. 5 ta trừ cho 1 là bằng 4. 5 hạ xuống. 4 ta trừ cho 3 là còn lại 1. 9 ta hạ xuống. Chúng ta qua bài số 2, đặt tính được tính. 35 ta trừ cho 4. 5 ta trừ cho 4 là còn 1. 3 ta hạ xuống. 16 ta trừ cho 2. 6 trừ 2 là còn 4. 1 ta hạ xuống. 27 ta trừ cho 5. 7 ta trừ cho 5 là bằng 2. 2 ta hạ xuống. 39 ta trừ cho 9. 9 trừ 9 là bằng 0. 3 ta hạ xuống. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết phép tính thích hợp. Trên cây có 45 quả táo, Hà hái xuống 5 quả, hỏi trên cây còn lại là bao nhiêu quả táo? Đây, trên cây thì người ta nói là có 45 quả, hái xuống là 5 quả. Hỏi trên cây còn lại là bao nhiêu quả táo? Ta lấy 45, ta trừ cho 5. 45 trừ cho 5 bằng là 40 quả. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.